Tao rồi, má tầng rồi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Kèm Shaper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì vẫn hàng ngày mình đi câu cá trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Mình chuyên săn bắt những loại cá thiên nhiên tươi sống như là cá dứa, cá sác, cá hú, bà sa, thì mình bán cho quán nhậu ẩm thực của sông quán. Thì giờ này mình chuẩn bị vào bờ, chuẩn bị bắt cá rồi mình chia sẻ cùng cả nhà. Hôm nay lại tiếp tục mình móc lại mồi dế với cơm. Mồi chuối gà nó ngơi ăn rồi, chỉ còn cái mồi dế này là nó còn thu hút cá nó ăn mà. Đó, mình móc những con dế mà có sữa nha, còn dưới cánh thì mình bỏ, mình không có móc. Mình móc mồi dế này một bữa là mình câu khoảng là nửa cái dế luôn á. Mình câu từ buổi sáng tới tới giờ á, tới gần tới buổi chiều luôn rồi nè. Đó, được bao nhiêu cá nè. Đó, xanh đục chưa chân nè. Đó, ôi. Wow, ôi, anh cá hú quậy quá trời quậy. Này, hình cá sát hết trơn rồi nè. Đó, này cá sát là anh ăn lại rồi nè. Wow, để mình xúc cá ra ngoài nha. Mình sẽ đem bán cho quán nhậu ẩm thực quanh sông quán sẽ thu mua hết những loại cá của mình luôn á. Má tần rồi cả sát, quá là ngon luôn. Cá tung tăng nhảy. Mình vẫn đi câu hàng ngày trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp á. Bắt nhảy. Cá rất là ngon luôn. Mình ôi bái cái màu sống ơi. Ổn quá. Ôi hơi. Câu cá bắt được con rất là vất vả luôn, mà bay xong rồi. Nó ủa sao sang bay nữa kìa. Mình đặt mối trong quán nhậu á, mình sẽ có bao nhiêu mình sẽ bán trong quán, sẽ thu mua hết luôn. Mình câu cá hàng ngày trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp luôn. Mà các anh em hỏi mình á, đi câu cá ở đâu thì mình câu ở con sông Tiền, sông Cô Lãnh hàng ngày mình câu á, rồi mình đặt mối trong quán nhậu gần bến chỗ mình câu luôn, có bao nhiêu thì mình sẽ bán hết luôn. Thế là mình câu cá thiên nhiên á, chứ là mình móc mồi chuối, mồi dế không à. Vậy cá sẽ ăn sẽ chất lượng sẽ rất là ngon, ít có hôi, tại vì mình không có móc mồi thuốc á. Mình câu là bằng câu luồng nha, chứ không phải là câu cần. Bởi mình khi mình chia sẻ là mình khi câu cá xong rồi, dân câu xong rồi á, thì mình có cá xong rồi mình mới vô bờ mình bắt cá, mình bán cho chỗ quán nhậu ẩm thực quanh sông quán, thì mình mới chia sẻ cùng cả nhà. Thì hôm nay mình săn bắt được bao nhiêu cá này nè. Cá hú. Đó. Là nay là cá sặc sát sọc nè. Cá sọc nhảy xô xối rất là ngon. Ủa cá sát này nó ui luôn à. Cá này thì mình và giao trong quán nhậu á, cá này mà đem đi cá hú đem đi làm cái nấu canh chua, hai cái lẩu cơm mẻ. Cá sát này đem đi kho quẹt hoặc là chấm rau luộc, hoặc là làm cái lẩu cơm mẻ kho mắm là đều rất là ngon. Bởi cá này đến quán á, thì khách gần xa đến quán rất là ưa chuộng loại cá này. Cá này ăn nó ngon và chất lượng và ít có hôi đó cả nhà. Quá trời ngon nha. Thì mình chia sẻ cả nhà xong xuôi rồi á, thì mình đem sẽ toàn bộ số cá này mình đem giao cho quán nhậu ẩm thực quanh sân quán sẽ thu mua hết luôn. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu có nhà yêu thích kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.